Xin chào, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn vừa hoàn thiện xong chiếc dây chuyền bạc cho anh Công ở Nghệ An. Thì Toàn quay video chi tiết cho anh em cùng xem. Đây là dây chuyền đầu rồng rất là to luôn. Dây rộng rất là to ngầu. Đây, khi đeo lên trên cổ thì sẽ như này. Đây là đeo khi không đeo cùng với mặt dây chuyền. Sau đây thì sẽ quay sang camera sau cho anh em cùng xem chi tiết. Đây là dây chuyền đầu rồng bản ngang khoảng 1 phân, khoảng 1 cm. Đây, đầu rồng thì hơn 1 cm một chút. Mẫu dây ống rất là to, ống rỗng rất là to, bạc đẹp 950 sáng bóng luôn. Dây thì từ hai đầu rồng là 55 cm chưa tính mỏ móc. Đốt trơn rất đơn giản. Điểm là hai đầu rồng rất là ngầu và dũng mãnh. Đây, đầu rồng rất là đẹp luôn nhá. Nếu anh em nào quan tâm tới mẫu dây chuyền bạc đầu rồng này thì liên hệ Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Vâng, nếu thấy sản phẩm đẹp thì nhớ like, đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực chế tác thêm nhiều sản phẩm mới. Vâng, xin chào và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.